Chào Nhật Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên thực thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay vẫn cho phép phong được cảm ơn thẩm mỹ viện can nam cali đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của tnp channel quý vị nào có nhu cầu về thẩm mỹ muốn gương mặt của mình đẹp hơn thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Thẩm mỹ viện Cang Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩm mỹ viện Cang Nam Cali at gmail.com thẩm mỹ viện Cang Nam Cali at gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali rất nhiều và cũng cảm ơn tất cả các khán giả. Và bây giờ như thường lệ chúng ta vẫn bước qua phần tin tức mỗi một ngày của chúng ta. Đầu tiên hết là viên chức hàng đầu của Hoa Kỳ cảnh cáo nước áo về việc hậu thuẫn và làm ăn về ngân hàng với lại phía của Nga. Bản tin từ Vienna, Áo Quốc cho biết thì một viên chức hàng đầu đặc trách về vấn đề lệnh cấm vận trong tuần này lên tiếng cảnh cáo Áo và ngân hàng có tên là Raf Fashion Bank International về những tình trạng nguy hiểm mà họ tiếp tục có những giao dịch với Nga, trong đó gia tăng áp lực của các ngân hàng Tây Phương ở đây. Một phần trong việc tái lập lại của lệnh cấm vận của Washington nhằm thúc đẩy thì Anna Morris được xem là viên chức đặc trách của Bộ Tài chánh đã tập trung vào tình trạng mà có thể là gây ra cái nguồn tài chánh cho Nga và trong đó nói rằng cái ngân hàng của Áo dường như là đang có những cái giao dịch bất hợp pháp với lại phía của Nga và Morris đã nói chuyện sau khi mà có một cái lệnh cấm vận mới của giới chức Hoa Kỳ là nhằm ngăn chặn tất cả các tiềm năng nguy hiểm của những ngân hàng mà có những cái trao đổi mậu dịch hoặc là những cái chuyển ngân trong các cái kỹ nghệ liên quan tới quân sự của Nga và có thể sẽ bị cắt bỏ ra khỏi cái nguồn tài chính của Hoa Kỳ theo tường trình của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại và Áo Quốc đã đưa ra vào ngày thứ tư và Hoa Kỳ hiện đang có một cái quy lực và trên toàn cầu về vấn đề gọi là ngăn chặn tất cả các ngân hàng có thể giao dịch với phía của Nga trong đó bao gồm luôn những cái lo ngại về à, vấn đề tài chính quốc tế và có thể sẽ dẫn tới tình trạng mà nga sử dụng cái nguồn tiền này cho cuộc chiến tại ukraine và morris là một trong những viên chức mới nhất của hoa kỳ đã viếng thăm nước áo một trong những quốc gia nằm trong liên hiệp âu châu và trong đó có mối quan hệ thân thiết với nga và ông đã lên tiếng cảnh cáo về tình trạng mà do do áp lực của cơ quan IRBR được xem là một trong những cơ quan kiểm soát về cái nguồn ngoại tại nước ngoài Chuyến viếng thăm này diễn ra sau khi có xác lệnh của Tổng thống Trump vào tháng 12, đe dọa sẽ trừng phạt tài chánh với những công ty nào hỗ trợ cho Nga tránh lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và Tây Phương. Và đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lãnh đạo của cơ quan IAEA là ông Rossi sẽ gặp gỡ Putin trong cái vấn đề giải quyết à, cái lò nguyên tử ở Zaporizhia ở tại Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì lãnh đạo cơ quan về kiểm soát hạt nhân và nguyên tử của Liên Hiệp Quốc là ông Rafael Grossi sẽ có các cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình trạng an ninh ở xung quanh cái nhà máy nguyên tử ở Zamborizia, nơi mà nằm ở Ukraine và hiện nay nằm dưới sự quyền kiểm soát của Nga và đôi bên sẽ thảo luận về việc mà không có gây ra một cách thách thức nào trên toàn cầu trong cuộc gặp gỡ tại sochi ở trên vùng hắc hải ông corsi đã cho biết vào ngày thứ tư trong một cái platform x và chương mục của ông và ông corsi cho biết là ông sẽ có một cái trao đổi rất quan trọng với tổng thống của liên bang nga là vladimir putin tại sochi nga được xem là quốc gia đang có những cái uh, tầm ảnh hưởng đối với iran và cái chương trình làm giàu cái uh, chất uranium của iran và theo tường trình của cơ quan interfax của nga cho biết thì ông Putin đoan chắc rằng Nga sẽ hợp tác chặt chẽ với lại cơ quan IAEA và ông Grossi cũng không có nhắc tới Điện Kremlin về cái chi tiết của cuộc họp này. Ông Grossi trước đó cho biết ông đã mong muốn là sẽ có những cái lo ngại an toàn về tình trạng của cái nhà máy nguyên tử của Ukraine ở Zaporizhia nơi đang bị kiểm soát bởi phía của Nga. Đồng thời ông cho biết là cũng sẽ làm việc để mà có thể giảm đi cái hệ thống cooling system tức là hệ thống giảm nhiệt của nhà máy này. Đây được xem là cuộc gặp gỡ khá quan trọng của của lãnh đạo cơ quan kiểm soát về nguyên tử và hạt nhân của Liên Hợp Quốc với lại tổng thống của Nga đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay một cuộc tấn công bởi một nhóm có quan hệ với nhóm hồi giáo ISIS à, tại Mozambique đã khiến cho 70 trẻ em bị mất tích và hàng ngàn người đã phải rời rời khỏi chỗ này Bản tin từ Cape Town ở Nam Phi cho biết là một cuộc tấn công mới nhất của nhóm Hồi giáo ISIS, tức là nhà nước Hồi giáo ở tại Mozambique à, và tỉnh có tên là Cabo Delgado đã khiến cho ít nhất là 70 trẻ em đã bị à, mất tích và e ngại rằng những trẻ em này đã bị thả xuống dòng sông và bị bắt cóc bởi nhóm dân quân giữa lúc mà hàng ngàn gia đình đang tìm cách rời khỏi nơi đây. Theo tường trình của giới chức tại đây cho biết, có ít nhất khoảng 30 gia đình đang tìm kiếm tị nạn ở tại cái tỉnh gọi là Nampula, nằm ở phía nam sau khi yêu cầu cảnh sát giúp đỡ cho họ là tìm lại các con của họ và con cái của họ theo tường trình của bản thông cáo báo chí đưa ra vào ngày thứ tư bởi uh, cái uh, tổ chức có tên gọi là protection working group một tổ chức được xem là phi chính phủ đang làm việc với lại <laughs> các cơ quan của liên hiệp quốc tại đây và cuộc tấn công này nhắm vào các khu vực được xem là có cái quan hệ với lại nhóm Hồi giáo Chin Hắc ở tại khu vực này từ năm 2017 và họ dường như là có tăng thêm một cái cuộc gọi là khủng hoảng giữa lúc mà các cơ quan cứu trợ cho biết trên một triệu người đã rời khỏi nhà ngôi nhà của họ à, trong 7 năm qua sau khi có những cuộc bạo động và hàng ngàn người đã bị thiệt mạng. Cabo de Lago là một cái tỉnh nằm ở phía bắc của Mozambique, nằm sát biên giới của Tanzania, nơi được xem là đã ta nằm trong cái sự chú trọng và chú ý của quốc tế từ năm 2020 và 2021 sau khi mà có những cái cuộc à, chặt đầu có đối với những người, người, dân ở đây, bao gồm luôn trẻ em. Và cơ quan của Liên Quốc cho biết gần 100.000 người đã phải rời khỏi chỗ ở của họ vào đầu tháng 2 và đầu tháng 3 sau khi mà nhóm Hồi giáo ISIS tại Mozambique và các chiến binh của họ đã mở các cuộc tấn công vào cái uh, thành phố trung tâm ở bờ biển là Cabo uh, Delgado, uh, Delgado ở phía nam. Trên 61.000 người, bao gồm luôn cả trẻ em, đã phải uh, di dời ra khỏi chỗ này. Để hiện nay thì việc mà cứu lại các trẻ em để mà chống lại cái tình trạng của những nhóm dân quân này đang được báo động và cơ quan đặc trách về tị nạn của Liên Quốc, người đứng đầu là Filippo Grandi à, hiện đang có mặt tại Cabo Delgado cho biết là sẽ cập nhật tất cả tình trạng về à, nhân đạo tại đây trong à, ngày thứ năm. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất tại Mozambique nơi mà có tổng cộng 72 trẻ em được báo cáo là mất tích sau khi có những cuộc tấn công và nghi ngờ các em đã bị thả xuống trôi sông à, trong lúc mà các em bị bắt cóc bởi nhóm dân quân tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hạ viện đã thông qua một ngân sách 460 tỷ Mỹ kim, ở trong đó trong cái chi phí và thượng viện dự tính là sẽ có hành động trước khi mà có cái cuộc uh, shutdown của chính phủ. Bản tin mới nhất từ Washington cho biết thì Hạ viện đã thông qua một cái gói ngân sách là 460 tỷ Mỹ Kim trong cái ngân sách à, chi phí cho chính quyền liên bang vào ngày thứ tư để tiếp tục duy trì cái nguồn tiền nhằm và giữ cho các cơ quan trong chính quyền liên bang không bị đóng cửa trong lúc mà đang có thảo luận về cái ngân sách của năm nay. Và Thượng viện dự tính là sẽ có một cái luật à, vào giữa đêm ngày thứ sáu trước khi mà có thời hạn chót. Các nhà lập pháp đang đàm phán trong một cái à, gói thứ hai gồm có 6 cái à, Dự luật bao gồm luôn cả vấn đề quốc phòng trong nỗ lực là sẽ hỗ trợ cho những cơ quan chính quyền liên bang trước khi mà có cái thời hạn chót vào ngày 22 tây tháng 3 và cuối cùng thì họ nói rằng sẽ duyệt xét cái ngân sách chi phí của chính phủ và nó sẽ diễn ra với khoảng 1.660 tỷ Mỹ Kim cho toàn năm và phía Hạ viện cho biết là họ đã có một số thành viên cứng rắn phản đối cái ngân sách này à, à, ép buộc Chủ tịch Hạ viện là Mike Johnson phải sử dụng một cái tiến trình mà trong đó ông sẽ đưa ra bỏ phiếu trên toàn sàn Hạ viện và tiến trình này yêu cầu có 2 phần 3 khối phiếu tại Hạ viện bỏ phiếu để có thể được thông qua và Hạ viện đã thông qua với tổng số phiếu là 339 trên 85. Đây được xem <laughs> là những cái chi phí không có liên quan tới quốc phòng à, cũng sẽ được à, duyệt xét lại và các người ủng hộ cho rằng chi phí này là tìm cách giảm đi tình trạng lạm phát và cắt bỏ những cái không cần thiết buộc các cơ quan phải có tập trung vào vấn đề ưu tiên hàng đầu ông Johnson cho biết ông sẽ cắt giảm 10% trong các cơ quan đặc trách về bảo vệ môi trường tức là EPA 7% trong cái cơ quan đặc trách về kiểm soát rượu thuốc lá và vũ khí cũng như 6% cắt giảm của cơ quan FBI có rất nhiều thành viên lập pháp của Đảng Cộng hòa đang tìm cách cắt giảm thêm và cho rằng đây là một cái chính sách cần phải được chiến thắng và nhóm House Freedom Caucus đã lên tiếng nói rằng nhiều thành viên trong giới bảo thủ đã thúc giục phía Hạ viện là chống lại cái ngân sách chi phí 460 tỷ Mỹ kim tuy nhiên đã không thành công. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, chính tiểu bang đã thách thức một cái chính sách của cơ quan SEC về khí hậu môi trường. Đó là bản tin mới nhất. Chính tiểu bang, trong đó dẫn đầu bởi tiểu bang West Virginia và Georgia đang cùng đứng chung để chống lại một cái quyết định mới của cơ quan kiểm soát về thị trường chứng khoán. Trong đó buộc tất cả các công ty phải công bố về cái tình trạng mà liên quan tới vấn đề khí hậu môi trường và vấn đề vi phạm về môi sinh các thành viên của đảng Hòa tại tiểu bang West Virginia và bộ trưởng tư pháp tại đây là Patrick Morrissey loan báo rằng một cái liên minh sẽ bắt đầu thách thức cái quy tắc mới này, trong đó vốn đã được chấp thuận 3 phần 2 phiếu trong cái quỹ ban của bảo vệ về môi trường. Và chính sách mới này sẽ có hiệu lực vào năm 2026, đang đối diện với việc mà có thể sẽ gây tổn thương cho những cộng đồng thương mại trong đó làm trì hoãn tất cả những cái sự cạnh tranh giữa lúc mà SEC đang thúc đẩy về cái chương trình bảo vệ cho môi sinh Modici đã lên tiếng và nói rằng sẽ có những cái thách thức về pháp lý để đối phó với tình trạng mà buộc phải có những cái kỹ nghệ mà gây tổn hại cho kỹ nghệ về năng lượng. Đây được xem là một trong những cái hành động rõ ràng đang phá hoại trong kỹ nghệ năng lượng. Ông Morrissey đã cho biết như trên và đặc biệt lo ngại về tình trạng mà cái quyền tu chính án đã bị kiểm duyệt và trong đó dự luật này và quy tắc này có thể sẽ ghi vi phạm nghiêm trọng tới cái First Amendment tức là cái tu chính án số 1. Liên minh này gồm có các tiểu bang gọi là Alabama, Alaska, India, Oklahoma, South Carolina, Wyoming và Virginia và ít nhất là các lãnh đạo của những công ty thương mại cũng như một số thành viên của Đảng Hồng Hòa đã lên án cái chính sách mới của cơ quan SEC và Đảng Cộng Hòa bao gồm luôn cả thượng nghị sĩ Tim Scott của Đảng Cộng Hòa tại South Carolina, thành viên cao cấp của Ủy ban Ngân hàng tại thường viện cũng như là quỹ ban tài chánh chủ tịch là patrick McHenry ở tại hạ viện à, đã lên tiếng cam kết là sẽ thách thức cái quy tắc này và sẽ có những cái uh, luật được thông qua trên quốc hội để ngăn chặn cái tình trạng mà thúc đẩy về khí hậu toàn cầu chủ tịch của sec là gary Gensler đã lên tiếng bảo vệ cho quy tắc này và nói rằng là nó sẽ đem lại quyền lợi cho các nhà đầu tư và các công ty với một cái tiêu chuẩn mà theo báo cáo là có rất nhiều công ty tuy nhiên thì những người phản đối cho rằng chính cái giờ cái quy tắc mới này sẽ gây tổn hại cho nền thương mại của Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Washington DC ngày hôm nay cùng một lượt thì trong ngày hôm nay thống đốc tiểu bang New York đã ra lệnh cho lực lượng vệ binh của tiểu bang là tới bảo vệ cho các cái hệ thống xe điện ở thành phố New York giữa lúc mà tình trạng tội ác đang ngoài tầm kiểm soát thống đốc của tiểu bang New York là bà Kathy Hochul loan báo trong ngày thứ tư bà dự tính sẽ gửi các lực lượng vệ binh quốc gia và tiểu bang tới thành phố New York trong cái hệ thống subway tức là hệ thống xe điện à, nhằm giúp đỡ cho cảnh sát à, tìm kiếm những cái à khách hàng nào mà có chứa những cái túi vũ khí tiếp theo việc mà tội phạm đã tăng cao ở trong cái hệ thống đường đầy xe lửa của à, thành phố New York cũng như là hệ thống xe điện. Bà Hon chu vốn là thành viên của đảng Nhân Chủ, cho biết bà chỉ sẽ cho khai triển 750 thành viên của lực lượng vệ binh tiểu bang tới các cái hệ thống xe điện để hỗ trợ cho cảnh sát tại New York nhằm tìm kiếm những cái bịch chứa vũ khí trong cái khúc mà bận rộn nhất ở tại thành phố New York, tức là các cái trạm xe điện. Và lời phát biểu và biến chuyển này diễn ra một ngày sau khi mà thị trưởng của thành phố New York là ông Eric Adam, đồng thời cũng là một người của đảng Dân Chủ loan báo trong ngày thứ ba là tái lập lại tất cả những cái cuộc lục soát một cách ngẫu nhiên nhắm vào tất cả những hành khách nào mà di chuyển trên xe điện. Và chúng tôi nghĩ rằng là người dân đã mang súng hoặc là dao vào trong xe điện và ít nhất là nó sẽ có cái mức kềm chế cao hơn và họ nghĩ rằng là họ có thể thực hiện những cái ý đồ ở trên đây và điều này chúng tôi sẽ kịp thời ngăn chặn và tôi đã lắng nghe được cái lời phát biểu của thị trưởng thành phố new york và tôi sẽ làm điều này đó là lời phát biểu của bà hôn chu đã đưa ra biến chuyển này diễn ra sau khi mà có nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn tất cả những tội ác diễn ra trên hệ thống xe điện và trong đó bao gồm luôn việc cấm người dân à đi xe điện nếu như mà họ bị kết tội tấn công hoặc là trở thành hành khách của xe điện nếu như mà họ đã có những hành động đe dọa người khác. Đây được xem là hành động mới nhất của thành phố New York và tiểu bang New York nhằm ngăn chặn tất cả những cái tội ác diễn ra xung quanh cái hệ thống xe điện của New York. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thân phụ mẫu của cô nữ sinh bị sát hại tại Georgia là LaCon Greeley sẽ không xuất hiện trong cái bài diễn văn trước quốc dân của ông Joe Biden à, theo tường trình của dân biểu Mike Collins cho biết cha mẹ của cô lakin rilly được xem là sinh viên đại học về ngành y khoa trong thời gian gần đây bị sát hại bởi một tên di dân bất hợp pháp đến từ Venezuela ở trong khuôn viên trường học cho Georgia sẽ không xuất hiện trong lúc mà ông Joe Biden đọc bài diễn văn Tech of the Union tại Quốc hội và trong đó họ nói rằng họ sẽ ở nhà và để mà chia sẻ cái nỗi buồn mất mát con đưa cho người con gái của họ. Theo tường trình của dân biểu Mike Collins thuộc đảng Hòa tại Georgia cho biết, Collins nói rằng ông đã mời Julie really và thân phụ mẫu của xin lỗi quý vị thân phụ mẫu của Riley. Tuy nhiên họ đã chọn là không xuất hiện trong cái bài diễn văn của ông Joe Biden. Riley năm nay 22 tuổi, cô đã bị sát hại ngay trong khu viên trường học và hung thủ có tên là Jose Antonio Ipara 26 tuổi, vốn là công dân bất hợp pháp từ Venezuela nhập cảnh vào Hoa Kỳ đã bị truy tố tội sát nhân và trước đó ông này đã được trả tự do tại thành phố New York trong một cuộc tấn công khác và đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất và Đảng Cộng hòa đang giới thiệu một cái dự luật mang tên của cô Riley tức là Laken Riley Act trong đó là yêu cầu tất cả các giới chức về di trú bắt giữ những di dân bất hợp pháp và truy tố họ về các tội trộm cắp hoặc là các tội đánh cướp và ông Colin cho biết là dự luật này sẽ đối phó với những cái thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai, đặc biệt là trong cái chính sách gọi là mở rộng biên giới phía nam của chính quyền Joe Biden. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới bài diễn văn đọc trước quốc dân của Joe Biden vào ngày mai 7 tháng 3. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, dân biểu James Comer, chủ tịch của Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm tại Hạ viện, đã mời bên ra cuộc điều trần. Chủ tịch ủy ban giám sát là ông James Comer tại Hạ viện đã chính thức lên tiếng mời ông Hunter Biden và những đối tác của ông ta ra điều trần trong cuộc điều trần vào ngày 20 tây tháng 3 liên quan tới việc mà ông cho bên có can dự vào tất cả những cái hoạt động thương mại nội của gia đình ông ta trong nội địa cũng như ở nước ngoài theo tường trình ủy ban cho biết và cuộc điều trần này với cái tựa là influence peddling tức là sự can dự có ảnh hưởng và thí dụ điển hình về thành tình trạng lạm dụng của cho bên trong vị trí là một dân cử và là một lãnh đạo của chính quyền liên bang và trong đó họ nói rằng cuộc điều trần này sẽ có rất nhiều những nhân chứng và À, họ sẽ khai ra sự thật cho người dân hoa kỳ biết được theo tường trình của ủy ban và bằng chứng cho thấy ở dưới hạ viện trong cái tiến trình đàn hạch này thì chúng ta đã biết được là những cái gì mà gia đình của joe biden đã khai thác và có hàng loạt những nhân chứng đã ra điều trần cho thấy ông joe biden đã cho phép gia đình của ông ta bán cái tên ông ta như một thương hiệu để làm giàu cho gia đình của ông ta và Joe Biden vẫn gặp gỡ với tất cả những cái đối tác thương mại của con trai ông ta và xuất hiện trong bữa ăn tối với một tài phiệt của nước ngoài để mà có thể thu lượm cái ngân quỹ dành cho con trai của ông ta trị giá hàng triệu Mỹ Kim nói chuyện qua phone với những đối tác nước ngoài của con trai ông ta và nói những những ai làm việc với con trai của ông ta và làm ăn với con trai của ông ta là phải tốt với con trai của ông ta và cuối cùng là ông ta đã có một cái buổi uống cà phê với lại đối tác Trung Quốc của con trai ông ta và ông Cơ cho biết là chính quyền Biden sẽ phải là một cái chính quyền được xem là tham nhũng nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ đòi hỏi phải có trách nhiệm trong vấn đề này và chúng tôi sẽ có một cái cuộc thẩm vấn và điều tra và Hunter Biden đã xác nhận về các bằng chứng là Joe Biden đã có can dự và hiện nay ông ta cần phải có một cái cuộc điều trần ở trước các ủy ban. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất về việc điều tra đàn hạch đối với là ông Joe Biden trong lúc ông ta còn là phó tổng thống. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới cựu tổng thống Trump Tối cao pháp viện sẽ lắng nghe cuộc điều trần về quyền miễn tố của cựu tổng thống Trump ngày 25 tây tháng 4 sắp tới. Bản tin mới nhất cho biết thì tối cao pháp viện đã đồng ý lắng nghe cuộc điều trần từ phía của cựu tổng thống Trump trong vấn đề quyền miễn tố của ông sau khi có yêu cầu của công tố viên Jack Smith là yêu cầu trận cái quyền miễn tố của ông và cái cuộc điều trần này sẽ diễn ra vào ngày 25 tây tháng 4. Tối cao pháp viện vào tuần trước đồng ý là tên ông Trump đã được À, loại trừ ra khỏi đã, đã đã được ghi lại ở trên tất cả các loại phiếu bầu cũng như họ đã đồng ý là duyệt xét cái đơn khiếu nại của ông Trump trong cái quyền miễn tố công sau khi có đề nghị của ông Smith và phán quyết của ba tòa án tòa kháng án. Và cái phán quyết này sẽ được đưa ra cuối cùng vào cuối tháng 6 theo tường trình của phía tối cao pháp viện cho biết. Và hiện nay, ông Trump đang bị cáo buộc một số tội hình sự liên quan tới cái biến cố ngày 6 tây tháng 1. Ông và toán pháp lý của ông đã yêu cầu tối cao pháp viện duyệt xét lại cái vấn đề quyền miễn tố của tổng thống và nói rằng nếu mà truy tố một tổng thống Hoa Kỳ thì việc truy tố này sẽ là gia tăng cái tầm ảnh hưởng và có thể sẽ ảnh hưởng các đời tổng thống trước và sau của Hoa Kỳ. Việc truy tố hình sự này rõ ràng là một cái hành động trừng phạt và trong đó sẽ áp dụng với bất kỳ một đời đời tổng thống nào hơn là cái vụ án về dân sự. Đó là một trong những cái lời tranh luận của luật sư ông Trump đưa ra. Và như vậy thì tối cao pháp viện chính thức sẽ lắng nghe cuộc điều trần này là ngày 25 tây tháng 4 theo tường trình của báo chí cho biết. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay một cựu kỹ sư về nhu liệu của công ty google <laughs> đã bị truy tố tội đánh cắp các cái kỹ thuật về ai trong lúc làm việc với một công ty của trung quốc Bản tin mới nhất cho biết, thì một kỹ sư đã làm việc từng làm việc cho công ty Google đã bị truy tố tội đánh cắp các cái kỹ thuật về trí tuệ nhân tạo từ công ty này, trong lúc vẫn bí mật làm việc với ít nhất là hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc. Theo tường trình của bộ tư pháp đưa ra vào ngày thứ tư, Li Wending, vốn là công dân Trung Quốc đã bắt giữ tại New York, California với bốn tội danh bị truy tố là đánh cắp về bí mật thương mại và <laughs> mỗi một tội như vậy có thể sẽ bị trừng phạt lên tới 10 năm. Việc bắt giữ ông Đinh diễn ra sau khi mà cái cơ cái tổ chức cơ quan gọi là American Bar Association Conference tại San Francisco được dẫn đầu bởi ông ta Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Merrick Garland, người đã làm việc với các nhân viên và lãnh đạo công lực trong việc mà điều tra về những đe dọa về nền kinh tế và hoạt động gián điệp kinh tế của Trung Quốc, đe dọa tới an ninh quốc gia và trong đó đặc biệt là họ tìm cách đánh cắp về các cái kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo. Ngày hôm nay truy tố này là hành động mới nhất mà nhắm vào các công ty có trụ sở ở tại nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc trong lúc mà họ đánh cắp tất cả những cái sáng kiến của Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của Giám đốc điều hành cơ quan FBI là Christopher Wray đưa ra trong bản statement. Việc đánh cắp những kỹ thuật này và các bí mật thương mại từ các công ty Hoa Kỳ đã làm tổn phí tất cả việc làm và phá hoại nền kinh tế cũng như là hậu quả dẫn tới việc đe dọa an ninh quốc gia. Bộ Tư pháp và lãnh đạo của Bộ Tư pháp cho biết trong những thời, thời gian gần đây, họ đã báo động rất nhiều về tình trạng mà các quốc gia kẻ thù nước ngoài đang tìm cách đánh cắp kỹ thuật AI của Hoa Kỳ và sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực tới Hoa Kỳ. Trong đó thì à và thứ trưởng đặc trách về bộ tư pháp là Lisa Monaco trong một lời phát biểu hồi tháng trước cho biết là chính quyền và hàng loạt các công ty và các cơ quan của chính quyền liên bang đang thành lập một cái đơn vị có tên gọi là Disruptive Technology Strike Force trong đó là để bảo vệ cho cái hệ thống AI của Hoa Kỳ được ưu tiên hàng đầu và ông đây nói với các lãnh đạo thương mại trong một cái cuộc gặp gỡ vào tuần trước là AI và các kỹ thuật khác rất dễ dàng cho những kẻ thù Hoa Kỳ tìm cách xen vào cái nền chính trị và tiến trình chính trị tại Hoa Kỳ và cuộc à, cáo buộc này đã được công bố vào ngày thứ tư ở một cái uh, tòa án nằm ở phía bắc của California cáo buộc ông Đinh vốn được công ty Google mướn từ năm 2019 và đã xâm nhập vào những cái uh, tài liệu bảo mật của công ty trong đó bao gồm các dữ liệu và ông ta đã tìm cách upload hàng trăm cái uh, hồ sơ từ cả cái uh, trèo lên cái trang cá nhân của ông ta trên Google Cloud 2 năm trước đây và ông ta đã tìm cách gọi là đánh cắp những cái tài liệu này trong lúc mà ông ta đang làm việc với ít nhất là hai công ty của Trung Quốc tức là ông ta đã bí mật làm việc với hai công ty này đó là bản báo cáo liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã ra lệnh là phải có sự chuẩn bị cao độ trong việc mà chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Tin từ Seoul cho biết nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã tới trà thanh sát một cái trại huấn luyện quân sự và kể cả một số những cái căn cứ quân sự của Bắc Hàn nằm ở phía tây của cái quốc gia này và ngày từ ra lệnh là phải đặt một cái đề phòng cao độ cho vấn đề chiến tranh theo tường trình của cơ quan truyền thông kstn của nhà nước bắc hàn đưa ra vào ngày thứ năm và chuyến đi tới cái căn cứ quân sự này nằm ở và không được xác nhận nằm ở đâu tuy nhiên diễn ra giữa lúc mà đang có một cái cuộc tập trận thường niên giữa hoa kỳ và bắc hàn trong ngày thứ hai và phía nam hàn cho biết là họ đã ít nhất là đã có à, hai cuộc tập trận trong năm nay ông kim lên tiếng cho biết là quân đội của họ phải sẵn sàng đặt dưới tình trạng báo động cao chuẩn bị chiến tranh và sẵn sàng sẽ có hành động gọi là huy động cũng như là tổng động viên và lực lượng quân sự của chúng ta phải sẵn sàng trong tư thế chiến tranh và chúng ta sẵn sàng cho bất kỳ một cuộc chiến nào. Đây là lời phát biểu của ông Kim Jong Un đưa ra và phía hãng truyền thông KCNA đã cho nhắc lại cái lời này của ông ta và họ cũng không cho biết là ông đã à, nói, ông Kim đã nói như thế nào về cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nam Hàn và ông tới thanh sát cái nơi tập trận và huấn luyện của binh sĩ Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. <laughs> và một viên chức cao cấp nằm trong hạ viện của hoa kỳ sẽ chính thức có mặt trong buổi lễ nhận chức tại đài loan Bản tin mới nhất cho biết thì một nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ trong ngày thứ tư cho biết ông sẽ viếng thăm đảo quốc Đài Loan trong dịp lễ nhận chức của Tổng thống tân cử Lai ching Tê một năm sau khi mà ông đã ghé thăm đảo quốc này và cổ võ cho cái nền dân chủ của đảo quốc này tránh xa Trung Quốc và gây nổi giận cho Trung Quốc. Dân biểu Michael McCord, người đang dẫn đầu ở trong cái chủ là ông là chủ tịch của Ủy ban đối ngoại tại Hạ Viện đã phát biểu cùng với <laughs> một số đại diện của Đài Loan tại Washington và các nhà lập pháp của cả lưỡng đảng ở tại Điện Capro đánh dấu đúng 45 năm sau khi mà có những cái luật lệ hỗ trợ cho Đài Loan. Tôi sẽ dẫn đầu một phái đoàn tới Đài Loan để chúc mừng cho tân tổng thống khi nhận chức. Ông Michael McCord đã đưa ra lời phát biểu và cái chuyến viếng thăm này sẽ diễn ra vào ngày 20 tây tháng 5 tức là ngày nhận chức của ông La Tê. Ông Michael McCord lần cuối cùng viếng thăm Đài Loan là tháng 4 năm 2023. Ông đã gặp gỡ với Tổng thống Thái Anh Văn và Trung Quốc đã phản ứng bằng cách là họ đã phô trương lực lượng quân sự và sau đó áp dụng lệnh cấm vận đối với ông Michael McCord, vốn là một thành viên của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas. Lần cuối cùng mà tôi viếng thăm Đài Loan tôi đã được đón chào một cách ấm áp bởi tổng thống Thái Anh Văn và không nó không có ấm áp lắm cho đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đã phát biểu như trên và ông nói rằng và điều này rõ ràng là Trung Quốc đang có những bức hại và chúng ta phải ngăn chặn sự bất hại này. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất về chuyến viên chuyến thăm và dẫn đầu một phái đoàn của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại tại Hạ viện là Michael Marcos sẽ có mặt trong buổi lễ nhận chức của ông La Chiên Tê. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối các nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã có biến chuyển mới, buộc công ty Biden phải thoát vốn trong cái trang app TikTok hoặc sẽ phải đối diện với lại lệnh cấm vận và cấm cái trang TikTok này được hoạt động tại Hoa Kỳ các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong nỗ lực buộc cái công ty mẹ của công ty TikTok là Biden là phải thoát vô vốn toàn bộ trong cái trang TikTok được xem là một cái trang video app được nổi tiếng tại Hoa Kỳ và nói rằng nếu như họ không thoát vốn trong vòng 165 ngày thì họ sẽ bị cấm vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Dự luật này đã được đề trình bởi lưỡng đảng vào ngày thứ ba. trong đó thì Biden có 165 ngày để thoát vốn và ngay lập tức thì chính quyền của Cộng sản Trung Quốc đã nói rằng họ sẽ ngăn chặn việc mua bán này nếu như Biden và một số nhà đầu tư của Hoa Kỳ của Trung Quốc bị ép buộc là phải thoát vốn của họ trong các cái cổ phiếu. Theo tường trình của Alex Capri, một viên chức cao cấp của Viện đạo Singapore là một trung tâm được xem là nghiên cứu về cái chiến lược tại Á châu Thái Bình Dương và trong đó thì ông lên tiếng đoan chắc rằng công ty Biden có thể sẽ đối diện với những hậu quả pháp lý ngay tại Trung Hoa lục địa nếu như mà họ chuyển quyền làm chủ của trang app này mà không có sự chấp thuận của Bắc Kinh. Đây được xem là một trong những cái phản ứng đầu tiên của Bắc Kinh ngay sau khi mà các nhà lập pháp của Hoa Kỳ yêu cầu là công ty Biden phải thoát vốn toàn bộ với lại trang mạng TikTok và họ có thời hạn 165 ngày. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của... Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho bản tin này. <laughs> Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!